Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, 9 tháng đầu năm nay thì tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã giảm hơn 4% so với cùng kỳ. Cụ thể, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 9 tháng đầu năm 2016 đạt hơn 16,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về giải ngân, ước tính đến ngày 20 tháng 9, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2015. Trong các lĩnh vực, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất với tổng cộng 12,15 tỷ đô la Mỹ, chiếm 74% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng. Kế đến là lĩnh vực bất động sản, khoa học công nghệ. Trong các địa phương, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, kế đến là Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương. Hàn Quốc hiện là quốc gia đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm nay với tổng số vốn đăng ký là 5,58 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Singapore, Nhật Bản.